Hàng về cho các bác đây ạ. Các bác thoải mái chọn nữa nhé. Tiếp tục là những dòng loa cao cấp Buxell, rồi là dòng loa nhỡ. Dòng loa nhỡ. Em sẽ lần lượt từng lô cho các bác luôn. Cho các, giá em đều báo giá cho bác nhé. Cho các bác tham khảo giá này. À, đây là đôi loa tai noi toàn giải này. Tai noi toàn giải này. À, tai noi tiếp này. Kenwood này. À, JBL Control. JBL Control. À, dòng JBL Control này phải nói luôn là cực kỳ hay. Em nhớ cách đây khoảng độ 6 hay 8 tháng có lô Control đấy. Mà ngày đấy nó toàn 2 triệu mới 3 triệu mấy đấy. Nhưng giờ phải hơn triệu, gần 2 triệu Control này bác ạ. Dòng này thì bác ạ làm loa nghe nhạc đặc, nghe nhạc hoặc là loa độc lập riêng, hoặc là những ghép thêm những bộ dàn cao cấp nhé. Control. Đây nữa, Soul Dynamic. Một thương hiệu rất nổi tiếng đây. Soul Dynamic. Đấy. Bây giờ em Tuấn sẽ vào lần lượt từng mã nhé. Riêng đôi loại Soul Dynamic này thì có 2 đôi. Đây một đôi và đây bên này một đôi nữa. Đấy, Soul Dynamic này có 2 đôi này. 2 đôi nó giống hệt nhau nhưng giá thành nó cũng như nhau. Hàng thì bao đẹp, xuất sắc cho bác luôn, bao đẹp. À, với những dòng hàng bãi như thế này thì phải nói là quá đẹp. Đây các bác nhìn cái model này. À, Soul Dynamic được đổ đúc luôn trên cái vỏ composite này luôn. Vỏ composite luôn ạ. Đấy bác nhá. À, đây, logo thương hiệu Soul Dynamic. Nên xét này. À, đôi này để cho bác mức giá 1.800.000 một đôi. Dòng này hát thì bao cho bác là nghe nhạc thì không hay, không lấy tiền luôn. Cái dòng này nó quá nổi tiếng rồi. Các bác nào cần nổi tiếng hay không, bác cứ gõ cái tên của em nó vào Google thì bác sẽ nắm được rõ à hiểu sử nó đâu. Dòng này thiết kế rất là gọn, bên em chưa lau nhé. Vừa bóc hàng luôn đây, hiện tại cũng đang bóc luôn, bóc tiếp này. Cũng đang bóc, nhưng mà bóc luôn khui luôn, còn khi lau, khi bên em gửi đến các bác sẽ lau dọn đi nó sạch thì nó rất là đẹp, nó cực kỳ đẹp luôn. Nên bóng luôn, đây chưa lau đâu. À, để cho các bác mức giá là 1.800.000 một đôi này. 1.800.000, hiện tại có 2 đôi thì em chỉ cần giới thiệu một đôi thôi. 1.800.000 một đôi. Thương hiệu của Soul Dynamic. Nó nhìn chưa? Soul Dynamic. Ok. Soul Dynamic. Dòng này nghe ở nhạc ở những căn phòng nhỏ vừa phải, nghe thích lắm. Chiếc bát ấm. Không có giới thiệu. À, sang đến tiếp tục là hai đôi loa JBL Control. JBL Control. À, JBL Control để cho bác mức giá 1.900.000 một đôi. Đây, hai đôi cũng có hai đôi luôn. JBL Control 1.900.000 một đôi ạ. Dòng này thì có thời điểm rất là nhiều cho bác rồi. Con JBL với con Soul Dynamic này chất lượng âm thanh gần như nhau luôn. Thế nhau luôn. Đấy. JBL Control này là 1.900.000 một đôi. JBL Control 1.900.000 một đôi. So với trước 2 triệu. À, so với trước là 2.900.000 nhưng 3 triệu mấy, nhưng đôi này nó hay lắm bác ạ. Đây. Control JBL. 1.900.000 một đôi. Giá này là giá em Tuấn báo cho bác là giá em bán chứ không phải giá em đưa ra để chào các bác rồi mà cả mất việc thôi. À, Soul Dynamic là 1.800.000 một đôi này. Control JBL là 1.900.000 một đôi. Sang đến đây. Đấy. Còn thêm những dòng kia tính sau. Sang đến đây là một đôi loa Kenwood. Bác nào mà cần loa trợ lời thì con này mới đỉnh nhỉ. Con Kenwood này có e căng bác nhé. Con này có e căng. E căng sẽ lau dọn cho bác nó sạch. E căng nó đang nằm ở lô kia. Con này có e căng. Con này con Kenwood ES bác. Bác chú ý em cái model của nó này, Kenwood ES. Tất cả những cái điểm ốc của nó bác nhìn này đều là lục giác hết. Lục giác tất. À, đôi Kenwood này để cho bác mức giá 1.100.000. Dòng này các bác có thể dùng loa nghe nhạc độc lập hoặc là loa trợ lời. Rất là tuyệt vời luôn. Logo Kenwood dập. Kenwood thì nó rất là nổi tiếng về dàn nữa cơ. Kenwood model là CM5ES. Nguyên văn của nó là CM5ES trở kháng 8 ohm. Công suất một đôi này là 80W. Hàng made in Japan. Thôi nhưng đánh hay lắm. Dòng này nghe nhạc ngọt điện luôn. Lỗ thông hơi phía trước đánh uy lực đấy. 1.100.000 một đôi này. Bác nhìn này. Một cái loa nó nhỏ như này mà tại sao nó làm đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến 8 con ốc. Cũng không đơn giản đâu, nó đánh vũ lực luôn đấy. Nhìn bát gọn thế này thôi. Nó đánh mềm lắm. Gân gân này. Gân con này là gân mút. Gân của em nó vẫn zin luôn. Gân zin. Gân zin nha bác ạ. 1.100.000 đôi này. Các bác luôn 1.100.000. Có cái căng nha bác.
1.100.000 đôi Kenwood này. Ok chưa? 1.100.000. Sang tiếp tục đối với đôi loa Tannoy này. Này, Tannoy tiếp cho bác đây. Cho bác đỉnh luôn này. Tiếp tục chào các bác với một đôi Tannoy nữa. Đấy, Tannoy màu vàng ươm. Vòng này mà nghe những phòng ngủ, phòng trà nhỏ thì đẹp rồi. À, đây là đôi loa Tannoy Mercury. Mercury FR. Tannoy Mercury FR để cho bác mức giá 1.990.000 một đôi này. Nhá. Quá mẹ, hỏi luôn các bác ạ. Em báo giá bán đấy, bác nào mà cản thì thôi. Không nói là trả lời. 1.990.000 đôi loa Tannoy Mercury FR này. 1.990.000. Ok. 1.990.000 nhá. Em giá ok rồi. Đấy, 1.990.000. Và clip này em giới thiệu cho các bác. Có tay non này thì vỏ vàng hết rồi, có cái căng đây rồi, cái căng em nó đây. Tay non xem nào. Giang sau cho bác nhìn rõ luôn này. Tay non Mercury FR và không phải FR đâu. FR nó ghi là vế trái vế phải đây. R, ok. Để cho bác 1.990.000 thôi này. Ok chưa ạ? Tannoy có bèo. Và cuối cùng là đôi loa Tannoy toàn giải. Đôi loa Tannoy toàn giải nhé. Đôi này để cho các bác mức giá, báo luôn giá cho nhanh. Đôi toàn giải này để cho bác mức giá 3.900.000. 3.900.000. Đôi này toàn giải, không kiếm được con này đâu. Bác nhìn này, con này nặng trịch luôn. Toàn giải nhé. Đấy các bác nhìn chưa, toàn giải hay ở đồng trục thôi, đồng trục hay toàn giải đấy bác. Cô đưa ra tận ngoài này mà, tất cả bác nhìn này, ốc mục rác hết, còn gì hết, chưa lau dọn gì đâu. Khi em lau dọn nó sẽ đẹp lắm, chưa lau dọn gì nhé. Đôi loa Tannoy này để cho bác mức giá 3.900.000, 3.900.000 nhanh tay nha, nhanh tay. Đây em quay Tannoy này. Đấy em cho các bác nhìn luôn này. Xịn này, không zin thì không có nhìn luôn này. Tannoy made in Britain. Đấy, đọc này, chả đọc được. Thôi bác đọc đi. Em tiếng Anh em rốt. Ok chưa? Đấy, zin này xịn không, các bác nhìn bác biết nhá. Cho bác nhìn xem seri này. 579 này. 262579 này. Còn con bên này nè, con này thì cũng thế rồi. Tiếp tục 2825 à 678. Con này 678 hay 67V gì đấy. Xuất sắc cho bác 3.900.000 đôi này. Rồi, chào bác nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Ok chưa?